Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử vi 12 con giáp là đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động, đúng 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi đinh dậu 1957, được lộc bề trên, gánh lộc về nhà, vét cạn ví thần tài, tiền về tới tấp, giàu sang nhất vùng thiên hạ. Vâng, cô bác đinh dậu thân mến, sự thật là trong cuộc sống nghiệt ngã này, có rất nhiều con người, ngay từ khi trong bụng mẹ đã phải chịu cảnh thiếu thốn, sinh ra đã mang số phận hầm hiu nghèo túng, thân mang bệnh tật, gia đình lại không hạnh phúc, có những người may mắn hơn một chút là có được căn nhà tạm để có chỗ mà che nắng, che mưa, nhưng cố gắng làm lụng cả đời, chất bóp, tan tiệm từng đồng tiền lẻ mà cũng không khấm khá lên được là bao, đi gần hết cuộc đời vẫn cứ cực khổ chăm bề. Chắc hẳn họ đang khao khát, đang luôn mong cầu một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn, tìm kiếm những cơ hội và vận may đến với mình trong cuộc đời. Khi xem tử vi cho 12 con giáp thì thấy rằng, bước sang năm giáp thìn 2024, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến đổi bất ngờ, có con giáp may mắn liên miên, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, may mắn trăm bể, vận trình phát đạt, thành công đại lợi, nhưng có con giáp cần phải đề phòng kiêng kỵ. Chú ý một số điều tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại mang yếu tố quyết định này thì mới mong mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Và tuổi đinh dậu sinh năm 1957 là con giáp cần hết sức chú ý, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, gia đạo bất hòa. Vậy rốt cuộc tuổi này cần phải làm gì để hai tháng đầu xuân năm mới, cụ thể là tháng 1, tháng 2 âm lịch, gặp hung hóa cát, đón thần tài vào nhà, tiền bạc đổ về như thác lũ, đuổi sạch những vất vả đói nghèo, hưởng may mắn giàu có và bình an cả một năm. Thì ngay sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi đinh dậu 1957. Trong năm 2024, năm Giáp Thìn, quý vị hãy dành ra 1 2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi đinh dậu. Chúng ta đã biết khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi đinh dậu, sinh năm 1957, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, âm mạng tuổi âm, 68 tuổi, sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1957 đến ngày 17 tháng 2 năm 1958, ngũ hành bản mệnh Sơn Hạ Hỏa, lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ. Người Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của Thiên Can Đinh, người Thiên Can Đinh là âm hỏa tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh trong nóng, nhu trung hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá người thiên can đinh hỏa có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo. Bên trong người họ có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị, nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư tính toán và hay suy tính lung tung. Nhắc về những người thiên can đinh có vài câu ca như sau, chữ đinh ảo giác tơ vò, tuổi nhỏ bệnh bệ tật lu bù ốm đau tai nạn gặp tựa như sao nhờ có hồng phúc như ao đầu đình lớn lên trí tuệ thông minh có quyền có chức điều binh khiển người có óc sáng tạo người người trai đôi ba vợ gái thời tròn duyên nết na dung hạnh diệu hiền khổ đau cũng chịu ưu phiền cũng cam giúp người hoạn nạn cơ hàn tuổi già trung hưởng một phần ấm no người tuổi đinh dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau Người tuổi Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình, phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc, bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình, thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người sinh năm Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn, đa số người tuổi này gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình giúp đinh dậu cởi mở hơn giao tiếp rộng rãi hơn họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi dậu còn lại tuy tuổi dậu mang trong mình tính cách kín đáo không thích giao du với nhiều loại người nhưng mà hành hỏa này lại mang tới cho bạn sự nhiệt tình và chủ động giúp cho những người sinh năm 1957 có thể cởi mở hơn bên cạnh đó thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của người tuổi đinh dậu cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Xem tử vi thấy rằng, những người tuổi đinh dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận mới được hưởng sang giàu, quyền quý, khi tuổi còn trẻ cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của tuổi đinh dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời, tuy nhiên luôn luôn phải cẩn thận, vì số luôn luôn bị phản bội, sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi. Tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Phần gia đạo của tuổi Đinh Dậu tiền vận và trung vận có nhiều xích mích, buồn lo, hậu vận mới được an nhàn và từ hậu vận mới yên hòa và trở nên êm ấm. Vận trình người tuổi Đinh Dậu trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can năm 2024, Đinh gặp Giáp bình hòa, cuộc sống bình yên trôi qua, hầu như ít gặp biến cố nào đáng lo ngại. Xét về địa chi dậu gặp thìn lâm cục diện nhị hợp nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ vận trình hanh thông cuộc sống hài hòa đủ đầy về vật chất gia đạo hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể xét về ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sức khỏe càng thêm cải thiện có đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi tiêu kết xét về yếu tố can chi ngũ hành thấy rằng 2024 là năm thuận lợi và bình yên với tuổi đinh dậu sinh năm 1957 năm này được hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình, đương số gặp nhiều may mắn, khó khăn có người giúp sức, đau ốm gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, cuộc sống bình an trôi qua bên người thân yêu, tinh thần vì thế mà cũng thêm phần phấn khởi, có thể đón hỷ sự của con cháu trong nhà. Xem tử vi 2024 tuổi đinh dậu theo vận niên. Theo tử vi tuổi đinh dậu 2024, tuổi đinh dậu gặp vận niên mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương, hình ảnh này mang ý nghĩa về sự sông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ, để bản thân bị thua thiệt, nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, gia đạo khá hài hòa, càng dành nhiều thời gian bên gia đình hơn thì tình cảm càng khăng khít, ít xung đột xảy ra. Cung mệnh, cung tiểu vận, trong năm 2024, tuổi Đinh Dậu sẽ phải đối mặt với những thách thức và biến động trong sự nghiệp và công việc làm ăn. Sao Lực sĩ, trực phù, Kình Dương Phần, mộc dục đóng tại bản mệnh là biểu tượng cho những khó khăn và sự thay đổi. Cảnh báo về các vấn đề liên quan đến xương khớp, yêu cầu nam mạng chú ý đến sức khỏe của mình. Cung sung chiếu, năm nay lá số tử vi của 1957 hứa hẹn đem lại những tin vui cho gia đình. Sao thiên phúc, nguyệt đức, đào hoa, hỷ thần, từ phủ, lưu hà triệt, từ đồng lòng để chiếu mệnh, tạo điều kiện cho sự hạnh phúc gia đình và có thể xuất hiện thành viên mới. Tuy nhiên, cần lưu ý đến an toàn khi xuất hành đặc biệt là trong việc di chuyển bằng xe cộ và qua các hạn sông nước. Cung Tam Hợp, Sao Hồng Loan, Long Đức, Đại Hao, Tuyệt, Thiên Việt, Tấu Thư, Đường Phủ, Thiếu Âm, Thiên Quan, Suy, Hỏa Quyện trong Cung Tam Hợp tạo nên bối cảnh tài chính hơi tiêu pha, nhưng đồng thời cũng xuất hiện sự trợ giúp từ quý nhân. Năm nay là thời điểm phù hợp để đầu tư vào công việc làm ăn, nhận được sự ủng hộ và may mắn từ môi trường xung quanh. Cung Nhị Hợp, trong Cung Nhị Hợp, Sao Quốc Ấn, Tuế Phá, Thiên Hư, địa võng, mộ đều xuất hiện tăng cường đến lĩnh vực sức khỏe. Chủ mệnh cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là về thận và răng miệng. Việc duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát stress là quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Tứ trụ trong năm 2024, nam tuổi đinh dậu có thể gặp thiên bại địa hòa, khó khăn về sức khỏe, trạng thái không tốt và có thể gặp phải vấn đề đau ốm và không đạt được những kết quả như ý muốn. Nhưng nếu duy trì được thói quen tập luyện thể dục thể thao, thì tình hình này có thể cải thiện. Xem vận hạn năm 2024 tuổi đinh dậu 1957. Tam tai 2024, tuổi đinh dậu không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi đinh dậu không phạm kim lâu, tuổi đẹp xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc lớn trong nội tộc. Hoàng ốc 2024, tuổi đinh dậu không phạm hoàng ốc, phù hợp xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, năm 2024 đinh dậu là tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc lớn cho con cháu trong nhà. Năm 2024 với sao chiếu mệnh Thái Dương mang lại may mắn và cát lành cho nam mạng Đinh Dậu, nhưng không thiếu những thách thức từ Hạn Thiên La và Diêm Vương. Sự thận trọng trong công việc và an toàn cá nhân là chìa khóa để vượt qua những thách thức này. Dù có những khía cạnh đau buồn, nhưng sự hỗ trợ từ người thân và may mắn từ Thái Dương sẽ giúp tín chủ này vượt qua năm 2024 một cách mạnh mẽ và thành công. Xét về nam mạng đinh dậu. 1. Xét về sao chiếu mệnh. Năm 2024 đinh dậu nam mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh, trong hệ thống cửu diệu, đây là phúc tinh mang tới những điều may mắn tốt đẹp cho thân chủ, vì vậy trong năm này bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp, nếu chăm chỉ nghiêm túc làm việc, quý ông ra ngoài gặp được thầy hiền, bạn tốt giúp đỡ, cuộc sống được mãn nguyện như ý. 2. Vận hạn Tử vi năm giáp thìn 2024 tuổi đinh dậu nam mạng gặp hạn thiên la, đây là hạn chủ về gia đạo bất hòa, dễ mâu thuẫn, để giảm trừ tác động của vận hạn, mệnh chủ tránh nóng này, giữ gìn hòa khí cho gia đình, hãy dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, chia sẻ giúp đỡ người xung quanh, gia đình đoàn kết, yêu thương nhau thì mới vượng khí mới hội tụ. Những diễn biến chi tiết về công việc, tài chính, gia đạo, sức khỏe của nam mạng tuổi đinh dậu trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ được luận giải ngay dưới đây, mời cô bác cùng theo dõi. 1. Công việc sự nghiệp. Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, người tuổi Đinh Dậu nam mạng sẽ được đón nhận nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển công việc và sự nghiệp, có thể mệnh chủ sẽ tham gia vào những dự án mới và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thành công không đến dễ dàng, sẽ có những thách thức và áp lực mà bạn phải đối mặt tập trung vào việc nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình, đồng thời cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và sếp. Công việc kinh doanh của nam mạng tuổi đinh dậu có lẽ sẽ có hai tháng đầu xuân tương đối thuận lợi. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ giúp chủ mệnh đạt được nhiều thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh, từ đó đạt được thành tựu như mong đợi. Nhìn chung, bước sang độ tuổi 68, sự nghiệp của nam tuổi đinh dậu đã có sự ổn định và đạt được những thành tựu nhất định chủ mệnh chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để duy trì được những thành quả ấy và để lại làm nền tảng cho con cháu phát triển sau này. Đối với tuổi đinh dậu nam mạng, đây đã là thời gian nghỉ hưu tĩnh dưỡng, nhưng là người chăm chỉ, cần cù nên chủ mệnh vẫn làm những công việc nhẹ nhàng, an toàn, vừa để tinh thần thoải mái lại tốt cho sức khỏe. 2. Về tài lộc, tiền bạc. Tử vi năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, tình hình tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bản mệnh vẫn duy trì được khoản lương hưu, tiền lời lãi, tiền tiết kiệm trước đó, bên cạnh đó, bản mệnh cũng không cần phải chi phí quá nhiều cho chuyện của con cái, nên túi tiền thỉnh thoảng lại có những niềm vui bất ngờ do được con cháu biếu tặng, nhìn chung túi tiền lúc nào rủng rỉnh. Một số người làm đầu tư kinh doanh, có những bước tiến vững vàng trên con đường tài lộc, tuy không kiếm được bộn tiền, nhưng số tiền đổ vào túi cũng rất ổn định, bản mệnh không phải lo đến chuyện thua lỗ, vay mượn người này người khác nếu sống tiết kiệm chi tiêu hợp lý thì nam tuổi đinh dậu sẽ có những khoản tiền tiết kiệm dư giả trong năm 2024 này. Khoản dự trữ này rất cần thiết để quý bác có một cuộc sống an lạc, thư thả chủ động hơn. 3. Tình duyên gia đạo Phương diện gia đạo của nam tuổi đinh dậu trong 2 tháng đầu năm 2024 được hòa thuận, vui vẻ, là người lớn tuổi trong gia đình. Chủ mệnh luôn cư xử chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Chính vì thế, quý ông rất có tiếng nói trong gia đình và được mọi người kính nể. Tuổi 68 cũng là thời điểm tuổi đinh dậu nam mạng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi suy cho cùng, gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Những bữa ăn tối thân mật, những cuộc trò chuyện chia sẻ, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi người trong gia đình gần gũi, gắn kết với nhau hơn. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng đinh dậu đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, thi thoảng gặp những thay đổi trong cơ thể, đau ốm vặt nhưng chủ mệnh không được chủ quan mà phải đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh nên giữ cho mình một tâm trí thành thơi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, để có một sức khỏe tốt nhất, đồng thời đinh dậu nam mạng có thể tham gia các khóa thiền định, tập luyện dưỡng sinh, để làm đẹp đời sống tinh thần. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. 1. Sao chiếu mệnh Năm 2024 đinh dậu nữ mạng có sao thổ tú chiếu mệnh, sao này chủ về xuất hành không thuận lợi, tiểu nhân rèm pha, chăn nuôi dễ gặp thua lỗ. Để giảm vận hạn của sao thổ tú gây ra, chủ mệnh nên thận trọng hơn trong những giao dịch làm ăn, buôn bán, khi ký kết phải có giấy tờ rõ ràng, để đề phòng bất chắc. Hơn nữa trong năm này nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không thân thiết, đi lại đường xa cần có sự chuẩn bị trước, đặt sự an toàn lên hàng đầu. 2. Vận hạn Tử vi năm giáp thìn 2024 tuổi đinh dậu nữ mạng gặp hạn diêm vương. Đây là chủ về thị phi, lo âu về mặt tinh thần. Người gặp hạn này nếu có lối sống lành mạnh, từ bi hỷ xả, lạc quan vui vẻ thì sẽ tránh được ảnh hưởng xấu của vận hạn. Dưới đây là những diễn biến chi tiết tử vi nữ mạng tuổi đinh dậu dựa trên các phương diện công việc, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp Ở độ tuổi này, sự nghiệp của quý bác nữ mạng đã đi vào quỹ đạo của sự ổn định, không gặp nhiều biến động, chủ mệnh là người giàu kinh nghiệm làm việc, có những thành tựu cho riêng mình, vì thế, hãy truyền đạt lại những kiến thức cho con cháu để tạo nền tảng vững chắc cho đời sau. Tuổi đinh dậu nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không áp lực nhiều, chủ yếu là để tinh thần thoải mái trong những lúc rảnh rỗi, cân bằng được thời gian giữa công việc và gia đình sẽ giúp quý bác tận hưởng được từng phút giây của cuộc sống. 2. Tài chính Vận trình tài chính của quý bác tuổi đinh dậu trong 2 tháng đầu năm 2024 khá thuận lợi. Ở độ tuổi này, chủ mệnh nên có những khoản tiết kiệm dự trữ. Đề phòng nếu có việc cần đến tiền bạc, nữ tuổi đinh dậu cũng được nhận lương hưu mỗi tháng, nên bản mệnh không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, chủ yếu khi ở độ tuổi 68. Đinh dậu nữ mạng hướng tới cuộc sống giản dị, thanh tao, chọn một cuộc sống đơn giản, giúp chủ mệnh bớt chăn trở, suy nghĩ, không bị chuyện tiền bạc trở thành áp lực. 3. Tình cảm, gia đạo Trong 2 tháng đầu năm 2024, tuổi đinh dậu nữ mạng sẽ được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bên con cháu gia đình mình. Là người lớn tuổi trong gia đình, quý bác luôn cư xử đúng chuẩn mực để con cháu noi theo. Đối với nữ tuổi dậu 1957, gia đình có đoàn kết thì mới nhận được nhiều phúc khí để các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn thì rất cần có sự kết nối của quý bác, những bữa cơm quây quần bên gia đình, sự trò chuyện quan tâm lẫn nhau là mấu chốt để gia đình luôn hòa hợp hạnh phúc. 4. Sức khỏe Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, nữ mạng tuổi dậu 1957 nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của bản thân, chủ mệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ, để duy trì cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất, đồng thời không chủ quan dù chỉ là đau ốm vặt, để sống khỏe thì ngoài việc quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thể thao lành mạnh, quý bà tuổi đinh dậu nên chú trọng về đời sống tinh thần, bởi thân và tâm của con người có mối liên kết với nhau, muốn sống khỏe thì tinh thần lúc nào cũng thoải mái, lạc quan. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi đinh dậu 1957 trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần năm giáp thìn. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi dậu âm lịch cho thấy luôn có những kẻ tìm cách hạ bệ người tuổi đinh dậu bằng những lời không hay. Nhưng nếu các bác phản ứng thái quá, sẽ bất lợi cho các bác, do đó nên biết kiểm soát cảm xúc của mình quý cô bác nhé. Cụ thể về công việc, sự nghiệp. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, chính quan tương trợ, nên vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi đinh dậu không có gì đáng lo ngại bản mệnh làm gì cũng được rất nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình. Vận trình công việc của bản mệnh nhìn chung khá suôn sẻ, những ai có công việc có thể hoàn thành nhiệm vụ từng bước một, có vẻ cấp trên đang cân nhắc tín chủ cho một vị trí mới, sau những thành tựu mình đã đạt được, thiên hình nhắc nhở đinh dậu bỏ ngay sự cao ngạo của mình, có thể vì ai đó cố gắng tấn công bạn bằng những lời chỉ trích nên tuổi đinh dậu nổi nóng và mất kiểm soát. Về tài lộc, tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi đinh dậu đầy hứng khởi đầu tư kinh doanh, tuy nhiên nên thận trọng trước mọi lựa chọn. Đây không phải là thời điểm tốt để sử dụng đồng vốn cho các hoạt động không rõ ràng. Hãy để một thời gian sau khi các bác bình tĩnh hơn mới ra quyết định, kế hoạch ai tin chủ tìm hiểu đủ thông tin, biết mọi thứ một cách ngọn ngành, thì việc đầu tư kinh doanh mới thuận lợi hơn. Thời gian này, đinh dậu sẽ có một khoản lớn cần chi, chủ động đồng tiền là tốt nhất, nếu có chút rắc rối xảy ra nên xử lý sớm khi chúng còn nhẹ nhàng. Nếu không tập trung xử lý thì thật khó để dành tâm trí cho chuyện khác, vì vậy, tốt nhất là tập trung giải quyết công việc hiệu quả đã nhé. Về sức khỏe, nhị hắc nhập cung chính Tây nhắc nhở mệnh chủ nên quan tâm, chú ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình. Nhất là người già, các vấn đề thường gặp phải như cao huyết áp, bệnh về hệ hô hấp hoặc dạ dày. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và chữa lành cũng như xua tan sự tiêu cực bấy lâu. Nghỉ ngơi là điều cấp thiết, mọi cảm giác khác như lo lắng hay cảm thấy có lỗi chỉ vô ích vào lúc này. Hãy tạm thời gác những muộn phiền sang một bên, trong các cuộc vui bản mệnh có xu hướng uống nhiều rượu bia, thế nên không nên tự mình điều khiển xe, kẻo gây tai nạn giao thông nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi dậu âm lịch cho thấy công việc của bản mệnh Đinh Dậu thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, không có ý hại người, nhưng dễ bị người hại, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về phương diện công việc sự nghiệp, bước sang tháng Đinh Mão, Người tuổi đinh dậu bị cục diện tương xung khắc chế, có phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống, nên khó khăn chồng chất khó khăn, khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi các bác phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng uy tín. Tháng này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó khó nhằn, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác, do bị hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh không có ý hại người, nhưng lại dễ bị người hại mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu phải hết sức kiên nhẫn công việc thiếu tính đột phá lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng cụ thể vận trình công việc của đinh dậu trở nên xa suốt do xuất hiện tiểu nhân quấy phá các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp bạn bè cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối thị phi thậm chí cảm thấy cô đơn lạc lỏng trong tập thể dù bản thân luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình, đến khi nhận ra thì sự đã rồi, một phần cũng do tháng này nguyệt lệnh lâm bệnh, tâm lý người tuổi đinh dậu lại càng bất ổn hơn, có xu hướng tự thu mình lại, tránh đám đông, tâm tư tình cảm không thoải mái, cũng là một nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí rất dễ tuột khỏi tay mối làm ăn hời, hậu quả khôn lường, do đó, tín chủ nên chú ý kiểm soát cảm xúc tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn, để sớm thoát khỏi mớ bòng bong này hãy tạm chấp nhận cuộc sống thực tại, nghĩ thoáng về tương lai, hướng tới điều tốt đẹp, tinh thần mệnh chủ sẽ thoải mái hơn nhiều, không còn quá bế tắc nữa. May mắn trong tháng có hữu bật các tinh trợ, lại thêm thiên ấn mang tới nguồn khí vượng giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy đến, tiếp tục theo đuổi đam mê. Mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ, dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn bình tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chẳng lo không có bứt phá. Về tài lộc, tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy phương diện tài lộc cũng là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi đinh dậu trong tháng này. Nguồn thu chính chững lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ, mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Tinh thần làm việc thiếu tập trung lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề, cũng như ảnh hưởng sức khỏe, khiến con giáp này khó tập trung làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không thành, thậm chí mất mát tiền của, dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh, điềm báo cho thấy các bác đinh dậu sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng. Đã vậy con đường kinh doanh, kiếm tiền làm giàu của tuổi đinh dậu dễ bị ngáng trở. Trong tháng có thể phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh. Do đó bản mệnh cần cẩn thận trọng khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèo, đừng để sai một ly đi một dặm, rất dễ phạm sai lầm lớn. Người làm đầu tư càng phải thận trọng, kèo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này. Với những người đang ấp ủ ý định mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, bạn cũng nên xem xét lại vấn đề một cách nghiêm túc và căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như năng lực của bản thân đến đâu, đừng thấy người khác làm việc dễ dàng và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Vốn trong tay ít, nhân sự thiếu hụt là rào cản rất lớn cho bản mệnh. Nếu có ý định phát triển mở rộng quy mô trong giai đoạn này, các bác vẫn cần có thêm thời gian để tích lũy mọi yếu tố, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tổng kết lại, tử vi 2024 nhận định, giáp thìn là năm bình yên và may mắn đối với tuổi đinh dậu, sinh năm 1957, độ tuổi hưu trí này yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo lắng quá nhiều đến công việc hay gánh nặng vật chất, thậm chí, nhờ vào vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà bạn giúp đỡ được cho người khác, trở thành quý nhân của một ai đó tình hình tài chính không có biến động gì lớn, bạn duy trì được mức sống ổn định, có của ăn của để, không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu cầm nhiều tiền trong tay, thì bản mệnh nên có phương án gửi tiết kiệm hoặc giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt, khiến công sức bao năm đổ sông, đổ bể. Năm này được hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình, đương sự gặp nhiều may mắn, khó khăn có người giúp sức, đau ốm gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Cuộc sống bình an trôi qua bên người thân yêu, Tinh thần vì thế mà cũng thêm phần phấn khởi, có thể đón hỷ sự của con cháu trong nhà. Ở độ tuổi 68, bản mệnh đinh dậu không còn nhiều vướng bận về khát vọng, sự nghiệp, cuộc sống, mệnh chủ trở thành hậu phương vững chắc cho con cháu, giúp đỡ thế hệ trẻ bằng kinh nghiệm và khả năng của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để người tuổi đinh dậu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau nhiều năm tháng nỗ lực làm việc, mệnh chủ đồng hành với các con, nhưng cũng cần lưu tâm tới đời sống sức khỏe và tinh thần, hưởng thụ tuổi già an nhàn, có điều cần thận trọng đi lại, đề phòng bị té ngã hay tai nạn bất ngờ, trong gia đình có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi đinh dậu, sinh năm 1957, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ đinh dậu xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. 1. Với tuổi đinh dậu nam mạng Được phúc tinh chiếu mệnh, nam mạng tuổi đinh dậu sẽ có vận trình tử vi an khang, cát tường để gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2024. Chủ mệnh làm gì cũng cần có kế hoạch, sự tập trung và nghiêm túc, chăm chỉ hành thiện tích đức để gia tăng phước báu. Theo kinh nghiệm của dân gian, vào năm được sao tốt chiếu mệnh, người xưa thường làm lễ nghênh đón cung sao. Tuổi đinh dậu nam mạng có thể thực hiện nghi thức này tại gia với lòng thành tâm của mình, lễ vật chuẩn bị giản dị, không cần quá cầu kỳ. 2 với nữ mạng đinh dậu. Để hóa giải vận hạn của sao thổ tú, nữ mạng đinh dậu nên làm nhiều việc tốt, tu tâm tích đức, một lòng hướng thiện, như vậy không chỉ tích thêm phước đức cho bản thân mình, mà con cháu đời sau cũng được thịnh vượng ấm êm. Bên cạnh đó, chủ mệnh có thể tham gia lễ cúng sao giải hạn ở chùa hoặc tại gia, đây là một trong những phong tục của người Việt để giảm trừ vận hạn, lễ cũng được thực hiện một lần vào đầu năm, khi tham dự gia chủ cần thành tâm cầu khẩn, lễ vật không cần quá cầu kỳ. Vật phẩm phong thủy để cầu bình an, may mắn trong năm 2024, tuổi đinh dậu nam nữ mạng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương, bổn mạng tuổi đinh dậu được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, đeo mặt Phật Bất Động Minh Vương bên người để cầu sự bình an, được Đức Phật dẫn đường chỉ lối hướng đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nam đinh dậu hợp với mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, tương sinh, hoặc đá mã não đỏ, tương hợp. Trong phong thủy trầm hương có tác dụng trong việc hóa giải vận xui, cải thiện sức khỏe, chấn an tinh thần cho người đeo. Mệnh chủ tuổi đinh dậu có thể đeo vòng tay trầm hương hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương. Phong thủy may mắn tuổi đinh dậu năm giáp thìn 2024 để cầu tài lộc, may mắn trong năm 2024, tuổi đinh dậu có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà Xem tuổi sông nhà là một trong những truyền thống đẹp của người Việt, để cầu một năm mới thịnh vượng, phát tài. Theo đó, vị khách đầu tiên tới chúc Tết mà hợp tuổi với gia chủ là người sống đức độ, tử tế thì sẽ mang nhiều phước lành, tài lộc, vận may đến với gia đình. Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 hợp với các con giáp tuổi Tỵ, Sửu, nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn, nhị hợp Thìn, Dậu. Ngoài ra cũng có thể chọn người mệnh mộc tới sông nhà, cụ thể những tuổi sau sẽ hợp sông nhà cho gia chủ tuổi đinh dậu 1957. Giáp thìn 1964, Ất tỵ 1965, Mậu thân 1968, Kỷ dậu 1969, Bính thìn 1976, Đinh tỵ 1977. Ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, bất kể là nam hay nữ đều có thể đến sông nhà, miễn sao là người hiền lành, tử tế, đức độ thì sẽ mang tới phước lành. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, đi về hướng đông nam để đón tài thần, hướng đông bắc để đón hỷ thần, khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo: giờ tí, 23 đến 1 giờ, giờ sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ thìn, 7 đến 9 giờ, giờ ngọ, 11 đến 13 giờ, giờ mùi, 13 đến 15 giờ, giờ tuất, 19 đến 21 giờ. Bổn mạng tuổi đinh dậu 1957 xuất hành đi chùa, vãn cảnh, thăm thân quyến vào các ngày đẹp trong tháng riêng theo lịch âm dương 2024 sau đây. Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ hai, Ngày 26 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Thứ 2, ngày mùng 4 tháng 03 năm 2024 dương lịch. Thứ 6, mùng 8 tháng 3 năm 2024 dương lịch. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai xuân mở hàng, khai bút đầu xuân, khai trương đầu năm là một trong những phong tục đẹp của người Việt còn lưu truyền tới ngày nay, theo đó khi thực hiện các hoạt động trên, người xưa thường chọn ngày tốt để cầu một năm mới phát tài, phát lộc, người làm chủ, làm tự do, xem ngày đẹp khai xuân để cầu làm ăn phát đạt, công việc thành công, nhà báo, luật sư, khai bút đầu xuân để cầu sự nghiệp thăng tiến, thi cử thuận lợi. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ chọn ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng để khai xuân, khai bút. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán, có thể khai trương mở hàng vào các ngày đẹp sau đây trong tháng riêng theo lịch năm 2024 âm dương. Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức một ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày ngày 11 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày ngày 16 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024 dương lịch, tức ngày ngày 21 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ tư, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 dương lịch, tức ngày 26 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ 6, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024 dương lịch, tức ngày 28 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 5. Vật phẩm cầu tài lộc, may mắn. Trong năm 2024, nam mạng đinh dậu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay tỷ hưu để cầu tài, cầu lộc, khai thông vận khí, kích hoạt vận may. Phật Di Lặc là biểu tượng của trí tuệ và phước báu tròn đầy. Đinh Dậu Nam Mạng có thể đeo mặt Phật Di Lặc bên người để cầu công thành danh toại, cuộc sống bình an, hóa giải muộn phiền. Chủ mệnh nên chọn mặt Phật Di Lặc từ đá mã não xanh tương sinh hoặc đá mã não đỏ tương hợp. Trong phong thủy, tỳ hưu được ví như nam châm thu hút tiền tài, may mắn cho chủ nhân. Nam Mạng Đinh Dậu có thể đeo vòng tay tỳ hưu để cầu tài lộc, danh vọng, tăng vượng khí, trấn trạch. 6 màu sắc may mắn năm 2024. Đinh Dậu trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc, Đinh Dậu 1957 mệnh hỏa, hợp với các màu thuộc hành hỏa và hành mộc tương sinh, mộc sinh hỏa, riêng trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành mộc vì những gam màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm 2024. Vâng Cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi chi tiết bài viết tử vi tuổi Đinh Dậu 2 tháng đầu năm 2024 với những thông tin tử vi trên đây, nhằm giúp tín chủ tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân từng nói, con người là chủ nhân của số phận, khổ đau hay hạnh phúc là do hành động của người ấy quyết định. Nếu biết sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt, tu thân tích đức thì hạnh phúc ắt sẽ tự tìm đến. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hẹn lại trong các chương trình lần sau.